Chào các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong giờ học ở phân môn tập đọc. Thầy tin chắc rằng các em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. Thầy mời các em quan sát bức ảnh sau. Các em có nhận ra đây là ai không? Đây là bà Nguyễn Thị Định, bà sinh năm 1920, mất năm 1992 bà là người phụ nữ đầu tiên được phong thiếu tướng và giữ trọng trách phó tư lệnh quân giải phóng miền nam bà tham gia cách mạng từ lúc còn rất trẻ để biết được những hoạt động cách mạng đầu tiên của bà là gì và nó diễn ra như thế nào thì ngày hôm nay thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu điều đó qua bài tập đọc công việc đầu tiên theo hồi ký của bà nguyễn thị định văn phát ghi sau tiết học này các em cần đạt được các mục tiêu sau đây biết đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật hiểu nội dung nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn đóng góp công sức cho cách mạng để đạt được các mục tiêu này các em cần phải hoàn thành các hoạt động học tập sau đây hoạt động thứ nhất luyện đọc đúng hoạt động thứ hai tìm hiểu nội dung hoạt động thứ ba luyện đọc diễn cảm Bây giờ chúng ta sẽ bước vào hoạt động thứ nhất, luyện đọc đúng. Ở hoạt động này, các em hãy mở sách giáo khoa trang 126, theo dõi và đọc thầm theo thầy để tìm xem bài tập đọc này chúng ta sẽ chia thành mấy đoạn. Công việc đầu tiên. Một hôm, anh ba chẩn gọi tôi vào trong buồng. Đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn Rồi hỏi tôi Úc có dám rải truyền đơn không? Tôi vừa mừng vừa lo Nói Được Nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ Em mới làm được chứ Anh ba cười Rồi dặn dò tôi tỉ mỉ Cuối cùng Anh nhắc Rủi địch nó bắt em tận tay Thì em một mực nói rằng Có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc em không biết chữ nên không biết giấy gì. Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng 3 giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì sắt trên lưng quần tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết. Trời cũng vừa sáng tỏ. Độ 8 giờ, nhân dân xì xào ầm lên. Cộng sản rải giấy nhiều quá. Mấy tên lính mã tà hớt hải sách súng chạy rầm rầm. Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh ba. Anh tôi khen, Úc khá lắm. Cứ làm như vậy rồi quen, Em ạ, à, lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lòng. Tôi cũng hoàn thành, làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh ba, em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho cách mạng. Anh cho em thoát ly hẳn nha anh, theo hồi ký của bà Nguyễn Thị Định, văn phát ghi. Vậy là các em vừa đọc thầm bài tập đọc, vậy theo các em, chúng ta có thể chia bài tập đọc này thành mấy đoạn. Để thuận tiện cho các em luyện đọc cũng như là tìm hiểu bài thì thầy sẽ chia bài tập đọc này thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến không biết giấy gì. Đoạn 2 tiếp theo cho đến chạy rầm rầm. Và đoạn 3 là phần còn lại. Trong quá trình luyện đọc các em cần chú ý phát âm đúng một số từ khó sau đây chúng ta có từ truyền đơn thấp thỏm lính mã tà thoát ly quảng cáo các em chú ý đến các phần âm vần màu đỏ đây là những phần mà chúng ta dễ bị mắc lỗi khi phát âm. Bây giờ, thầy và các em sẽ cùng đọc lại các từ khó này. Truyền đơn, thấp thỏm, lính mã tà, thoát ly, quảng cáo. Bên cạnh các từ khó này, trong bài tập đọc còn có một số câu văn dài. Khi đọc, các em cần biết cách ngắt, nghỉ hơi cho phù hợp. Thầy có ví dụ sau đây thầy mời các em cùng lắng nghe thầy đọc câu văn này. Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì. Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em đọc một số từ khó cũng như là các câu văn dài trong bài. Thầy tin rằng qua phần hướng dẫn vừa rồi, các em sẽ đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc. Bây giờ thầy và các em sẽ cùng đọc lại bài một lần nữa. Công việc đầu tiên. Một hôm, anh ba chẩn gọi tôi vào trong buồn. Đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi, Úc có dám rải truyền đơn không? Tôi vừa mừng vừa lo, nói, Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chứ. Anh ba cười Rồi dặn dò tôi tỉ mỉ Cuối cùng anh nhắc Rủi địch nó bắt em tận tay Thì em một mực nói rằng Có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc Em không biết chữ Nên không biết giấy gì Nhận công việc vinh dự đầu tiên này Tôi thấy trong người cứ bồn chồn Thấp thỏm Đêm đó Tôi ngủ không yên Lục đục dậy từ nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng 3 giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm, tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì dắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ. Độ 8 giờ, nhân dân xì xào ầm lên, cộng sản rải giấy nhiều quá, mấy tên lính mã tà hớt hải sách súng chạy rầm rầm về đến nhà tôi khoe ngay kết quả với anh ba anh tôi khen úc khá lắm cứ làm như vậy rồi quen em ạ à. lần sau anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ mỹ lòng tôi cũng hoàn thành làm được một vài việc tôi bắt đầu ham hoạt động tôi tâm sự với anh ba Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho cách mạng. Anh cho em thoát ly hẳn nha anh. Theo hồi ký của bà Nguyễn Thị Định, văn phát ghi. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần giải nghĩa từ. Chúng ta có Nguyễn Thị Định. Đây chính là nhân vật chị Úc trong câu chuyện đó các em. Nguyễn Thị Định sinh năm 1920, mất năm 1992. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang, phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Tên tuổi bà gắn liền với phong trào đồng khởi và đội quân tóc dài, được khai sinh từ Bến Tre, quê hương bà. Chúng ta có từ truyền đơn, có nghĩa là tờ giấy nhỏ, có nội dung tuyên truyền chính trị. Chớ là tiếng Nam Bộ, có nghĩa là chứ. Rủi là không may, lính mã tà là tiếng nam bộ dùng để gọi cảnh sát thời pháp thuộc thoát ly là rời khỏi gia đình để tham gia tổ chức cách mạng vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động thứ nhất luyện đọc đúng bây giờ để giúp các em hiểu thêm về bài tập đọc chúng ta sẽ bước sang hoạt động thứ hai tìm hiểu nội dung bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào câu hỏi thứ nhất công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì? Ở câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại đoạn 1 và tìm câu trả lời. Các em đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? Khi nhìn vào đoạn 1, chúng ta dễ dàng thấy được Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là rải truyền đơn. Các em hãy cho thầy biết thêm tâm trạng của chị Út như thế nào khi lần đầu tiên nhận công việc này. Ở câu hỏi này, các em hãy đọc thầm đoạn 2 và tìm câu trả lời. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Bây giờ thầy mời các em xem phần trả lời của thầy. Khi nhận được công việc đầu tiên, tâm trạng của chị Út đó là hồi hộp và bồn chồn. Vậy những chi tiết nào cho em biết điều đó? Các em hãy tiếp tục đọc thầm đoạn 2 và tìm câu trả lời cho mình. nếu như các em đã có câu trả lời rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đối chiếu với câu trả lời của thầy. Chị thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm, đêm ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Đó chính là những chi tiết nói lên tâm trạng của chị út đó các em. Vậy làm thế nào để chị út hoàn thành được công việc đầu tiên này? Thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu điều đó qua câu hỏi thứ ba. Chị Úc đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn? Thầy mời các em tiếp tục đọc thầm lại bài và tìm câu trả lời. Các em đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? Khoảng 3 giờ sáng, chị xã đi bán cá như mọi hôm. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn sắt trên lưng quần chị rảo bước, truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ. Đây là bức tranh miêu tả lại cảnh chị út rải truyền đơn đó các em. Các em thấy, tay chị út bê rổ cá, bỏ truyền đơn thì dắt trên lưng quần. Chị rảo bước và những tờ truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Chúng ta thấy chị út quả là một người nhanh trí đúng không các em? sau khi hoàn thành được một vài việc, thì chị có mong muốn được thoát ly. vậy các em hãy cho thầy biết vì sao chị út muốn thoát ly. ở câu hỏi này các em cần nhớ lại thoát ly có nghĩa là chúng ta rời khỏi gia đình để tham gia tổ chức cách mạng. bây giờ thầy mời các em tìm câu trả lời cho mình. các em đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? Chị Út rất yêu nước, ham hoạt động, chị muốn làm được thật nhiều việc cho cách mạng. Đó chính là lý do vì sao mà chị Út muốn thoát ly đó các em. Vậy là các em vừa hoàn thành việc trả lời các câu hỏi qua việc trả lời các câu hỏi vừa rồi. Các em hãy cho thầy biết nội dung chính của câu chuyện này là gì? Thầy mời các em nêu lên ý kiến của mình. Nội dung chính của câu chuyện là nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho cách mạng. Thầy mời các em ghi nội dung này vào vở. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được hoạt động thứ hai, tìm hiểu nội dung. Bây giờ để giúp các em đọc bài hay hơn thì chúng ta sẽ cùng bước sang hoạt động thứ ba đó là luyện đọc diễn cảm. Trước khi luyện đọc, các em cần chú ý đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, diễn tả đúng tâm trạng bỡ ngỡ, tự hào của cô gái trong buổi đầu làm việc cho cách mạng. Lời anh ba ân cần khi nhắc nhở Úc. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần luyện đọc. Các em chú ý đến các từ ngữ màu đỏ đây là những từ ngữ thầy gợi ý cho chúng ta khi đọc. Các em có thể nhấn rộng ở những từ ngữ này để thể hiện đúng tâm trạng của nhân vật. Bây giờ, thầy mời các em cùng lắng nghe thầy đọc đoạn văn này. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi, Úc có dám rải truyền đơn không? Tôi vừa mừng vừa lo, nói, được, nhưng rải thế nào Anh phải chỉ vẽ Em mới làm được chứ Các em có thể luyện đọc lại đoạn văn này hoặc chọn một đoạn văn khác trong bài để chúng ta luyện đọc diễn cảm theo cách của riêng mình. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành việc tìm hiểu bài tập đọc công việc đầu tiên. Các em hãy cho thầy biết. Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về nhân vật chị Úc? Thầy mời các em nêu lên suy nghĩ của mình. Chắc hẳn các em đều có những cảm nhận của riêng mình. Thì mong rằng qua bài tập đọc này, các em có thể học tập được ở chị Út tinh thần dũng cảm và lòng yêu nước. Các em có thể tìm hiểu thêm về bà Nguyễn Thị Định thông qua các phương tiện thông tin như sách, báo hoặc là trên internet. Bây giờ là nhiệm vụ học tập của các em. Luyện đọc lại bài, công việc đầu tiên xem lại các câu hỏi và học thuộc nội dung xem trước bài tập đọc tiếp theo. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy chúc các em chăm ngoan học giỏi. Thầy chào các em.